và mọi người. Chào ông bà, cô chú, anh chị quay trở lại với nhà Thúy và Yuri. Hôm nay mời cả nhà đi xem lễ cúng sức khỏe cho voi và kết nghĩa với voi ở huyện Lắc. Ê dạ con đó, xin chào. Bây giờ nhà Thúy chuẩn bị ăn sáng rồi, bây giờ mới thấy voi về với cả đội văn nghệ đánh cồng chiêng. Các nghệ nhân đánh cồng chiêng đã đi về tập trung ở đây rồi để chuẩn bị lễ cúng voi á. Thì bây giờ có một con voi đầu tiên đang đi về ở đằng này. Nè con thấy voi chưa con? Nè bên kia kìa, voi bên kia kìa. À, to quá. Con voi về rồi. Đó, con voi đang voi đầu tiên đang về đây và anh kêu là có 10 con voi. Đây là bàn cúng voi. Các dây, các thứ, cả trứng gà. Nãy giờ các nghệ nhân có mang cồng chiêng đến ở bên kia rồi. Voi có hai cái ngà đã quá. Ôi, sờ bụng em voi, đúng rồi, cái bụng cứng á. Nhẹ thôi, đừng có bẻ nhá, sờ thôi nhá. Cái tai. Cái tai. Cái chân. Cái chân. Mắt đâu? Mắt đây. Rồi, con biết cái này là gì đâu? Ừ. Cái ngà voi. Cái ngà voi. Ừ. Cái đó cũng ngà voi, à cái đó cái chân. Còn đây cái gì? Cái mũi với cả cái vòi voi, tại vì nó dài á. Ừ, con voi nó mà dài lắm á. Gọi em muốn coi, em muốn trả lời không? Để mẹ đưa lên nhá. Bây giờ ở đây mọi người đã sắp trái cây và những món mà voi thích để làm, chuẩn bị làm lễ cúng cho voi. Để làm lễ cúng cho voi. Và bây giờ voi đang ở trên rừng chưa về. Chờ một chút nữa voi về thì mọi người sẽ cúng xong rồi sẽ cho voi ăn. Đây là cái bậc thang để lên tầng 2 của khách sạn. Tầng 2 của khách sạn. Bon dẫn em Hân lên coi Lego của Bon. Lego tối hôm qua ông bà mua cho Bon. Bon ơi, Lego của ai? Bon. Đâu? Bon đây. Để mẹ lấy chìa khóa. Để mẹ lấy chìa khóa lên nè nha. Chờ mẹ lấy chìa khóa lên đã. Bây giờ mới có một em voi đến. Thì Mun đang hơi nhõng nhẽo, đang giờ ngủ trưa. Bây giờ mọi du khách đã tập trung về đây để chuẩn bị cho lễ cúng voi rồi cả nhà. Nhưng mà voi mới chỉ có một con và tầm 10 con. Tổng cộng tầm 10 con voi sẽ về đây thì sau đó họ sẽ cúng cho cả 10 con voi luôn ấy. Đây là nghệ nhân cồng chiêng. Đó, voi đang về tiếp này. Voi thứ hai về. Bây giờ là chú voi thứ hai về. Voi này có một ngày duy nhất nhưng mà nó rất là dài. Bây giờ đang qua kia rồi chút nữa quay lại. Còn 5 cái tô. Con là ở tỉnh nào tới con? Dạ con ở trong xe. Wow. Chim ơi, chim ăn chưa? Ăn chưa. Bon chưa ăn? Chưa ăn. Bon đói bụng. Ở đây có hai cái tượng. Mẹ dắt con. Em Bon đi với ông ba rồi. Đó, chạy lon ton hai ông cháu bây giờ cả nhà sẽ xuống đây ăn sáng.
nhà nghỉ này họ có ăn sáng và mình có thể đặt tiệc ở đây luôn ấy. Có những món truyền thống của người Ede và Mơ Nông. Đây là hai bác để cúng voi. Ai? Bây giờ voi về đông đủ phía dưới, mọi người đang chuẩn bị để cúng voi, nguyên một hàng voi phía sau này. Ở đây có bác là con trai của vua Amakong, vua săn voi ở Buôn Ma Thuột. Này bác. Voi đi đâu rồi? Này. Đây là thịt gà, làm gà sống để cúng nữa. Đây là mâm cúng bây giờ đã hoàn thiện hơn rồi. Có tổng cộng là 7 con voi. Lúc sáng thì bác có kêu là có 10 con, nhưng mà bây giờ chỉ thấy 7 con ở đây thôi. Ai con bé nhỏ được đừng cho chạy vô cho. À, đây là danh sách của những người em cúng chúc sức khỏe cho voi. Voi. À, con voi nhỏ này, con này nhỏ nhất này, đó, thương chưa? Voi nhỏ nhất á. Nắm tay mẹ.
mọi voi tưng quá. Mình nữa. Wow. Voi đang chào mọi người đó. Voi đang chào du khách và mọi người. Tưng quá. Voi xinh không? Voi giỏi quá. Vỗ tay cho voi đi. Đúng rồi, vỗ tay. Giỏi quá, voi giỏi quá. Vậy là lễ cúng cho voi, cúng sức khỏe, cầu sức khỏe cho voi và kết nghĩa voi voi thì đã xong rồi cả nhà, chỉ có như vậy thôi.